hướng dẫn chuyển tiền lên ngân hàng. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ chuyển tiền, chọn chuyển tiền lên ngân hàng. Bước 3. Trên màn hình nhập thông tin, chọn phương thức chuyển tiền. Chọn một tài khoản thanh toán từ danh sách tài khoản thả xuống. Số dư khả dụng của tài khoản tự động hiển thị bên cạnh số tài khoản. Có hai cách để nhập thông tin người thụ hưởng. Cách 1. Nhấn vào biểu tượng tích xanh, chọn một người thụ hưởng từ danh sách, mẫu giao dịch đã lưu. Các thông tin về người thụ hưởng, thông tin giao dịch tự động được cập nhật. Cách 2. Nhập thủ công. Nhập số tài khoản, ngân hàng người thụ hưởng. Nhập chi tiết giao dịch. Nhập số tiền giao dịch cần chuyển. Nhập nội dung giao dịch. Nội dung này sẽ hiển thị trên sao kê của tài khoản người nhận và sao kê ngân hàng của quý khách. Nhập thời gian chuyển và hình thức thu phí. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Nếu quý khách cần thay đổi thông tin giao dịch, nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Để lưu mẫu giao dịch, nhấn nút lưu giao dịch. Để in chứng từ của giao dịch, nhấn nút in. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch chuyển tiền lên ngân hàng, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Trên màn hình danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeePass Vietinbank OTP. Chọn hiện mật khẩu nếu quý khách muốn xem mật khẩu KeePass Vietinbank OTP đã nhập. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.